Đây này cả nhà, hôm nay ghé cái bánh xèo cầu Ván ở trên đường Lũy Bán Bích, quận Tân Phú. Hôm nay trời mưa mưa này, ăn bánh xèo rất là ngon luôn. Đây là quán bánh xèo cầu Ván ở địa chỉ 211 đường Lũy Bán Bích, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú nha mọi người. Đây. Cái này là mấy giờ là mình mở cửa vậy ăn? À, bán từ 10 giờ sáng ha. Rồi, chỉ đồ tới 4 chảo luôn. Rất là điêu luyện luôn ha. 35 năm trong nghề rồi. 35 năm trong nghề rồi, dạ. Hey. À, chị canh nó vừa bánh luôn, không có bao giờ bị cháy á. Trời, Sài Gòn đang mưa. Mưa này ăn bánh xèo thì đúng bài luôn. Chị một mình chị 4 chảo luôn hả? Ôi. Một mình tới 6 chảo luôn. Đây là cái một cái bánh xèo luôn.
nên mình đi quay về mình ghé ngang ở quận Tân Phú, thấy cái quán bánh xèo Cầu Vãn nó đổ ngay đường luôn, rất là hấp dẫn, cho nên là ghé ăn luôn. Thấy một cái ông chú bán vé số ngoài mưa rất là tồi luôn, định ghé hỏi thăm chú coi thử sao. Để hỏi thăm ông chú rồi. Chú bán vé số rồi chú. Chú vô con mua cho mấy tờ. Đợi con tí nha. Đợi con tí nha. Vô trong nhà đi. Dạ. Chú vô nhà đi rồi con mua cho. Dạ. Rồi chú vô đây con mua cho. Rồi được rồi chú. Dạ, cho con hỏi thăm chú tí được không? Dạ, chú năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 70 rồi. Ồ, dạ. Rồi chú có con cái gì không mà đi bán vé số vậy? Không. À, chú ở đâu? Quê Quảng Hải chứ mà ở Sài Gòn là lâu rồi. Chị số. À, ở đâu? Ở phường 5, quận 11. Vậy là mình ở chung với người ta à? Ở chung. À, rồi có vợ không? Chú có vợ không? Không, thì thôi mùa hè đổ lửa. Mùa hè đòi lửa rồi hả? Dạ. Mùa hè đòi lửa làm rồi bà, chú ơi, bây giờ đi vô đây bán vé số vậy thôi hả? Chân này là bị hồi chiến tranh luôn hả? Đó luôn hả? Dạ. Bị hồi 21 tuổi nay 70. 70 rồi. Dạ. Rồi sao mà đi mưa chú ở nhà mà phải đi bán cực vậy? Bây giờ mình bấm chứ bây giờ không. Dạ. Đây, còn bao nhiêu tờ đây con mua cho. Rồi. Chú đếm đi, còn bao nhiêu tờ con mua cho. Chú đếm đi còn nó dính nha, đếm đi đếm lại cho kỹ đi. 33 hả? Dạ. Để đây con. Để con tí con lấy tiền cho nha. Dạ đây, con gửi tiền cho chú. Rồi, dạ. Thôi chú khỏi thổi thì chú cắt luôn đi. Dạ. Dạ, vậy thôi chú hết rồi đúng không? Hết vé chưa? Cái gì? À thôi về nó còn mưa. Rồi, cảm ơn nha. Dạ. Chú phải chống cái đó mà đi vô nhà người ta để bán đó hả? Dạ. Vậy thôi chú lên xe về đi còn mưa. Rồi. Chú ăn gì không? Con mua cho. Ăn bánh xèo không? Ăn đi ha, ăn cái ha. Rồi. Anh cho một cái đem về giùm em với anh. Rồi. À, chú đem về nhà ăn hay là ăn đây? Về nhà đi. Dạ. Dạ. Dạ thôi, chú về nhà ăn cho thoải mái ha. Về thay đồ ra ăn cho nó thoải mái. Dạ. Chú bán vé số bao lâu rồi? 20 năm. 20 năm rồi. Cho con hỏi chú tên gì? Nguyễn Thình. Nguyễn Thình hả? Thình. Dạ. 70 tuổi rồi. Không có con cái gì hết hả? Không. Ra đi hồi 21 tuổi mà. Dạ. Cũng như mấy em mấy cháu bây giờ đi nghĩa vụ rồi đó. Dạ dạ. Rồi có ai về quê không chú? Lâu lâu mới về. Dạ, Tết rồi về ha. Tết về chứ. Dạ, Tết về quê ăn Tết cho vui vẻ. Mà mưa không phải đi chú hả? Em phải dạy chứ làm sao bây giờ. Mưa nó bán chầm hơn ngày nắng đúng không chú? Đúng rồi. Mưa thì nó phải chậm hơn. Dạ. Mình ở chỗ đó mình có đóng tiền ở không chú? Tiền nhà chứ. Vậy hả? Chú về chú có xài số điện thoại không?
Có mà mẹ tôi hôm qua dạ chết. Dạ rồi tí em trả tiền ha. Dạ rồi. Mà bây giờ có số không? Có số điện thoại không? Trước mẹ cha mẹ trên cái đồ. À dạ. Vậy thôi chú về còn mưa. Dạ. À, vô tình đi ngoài đường đang ăn bánh xèo cho nên thấy chú vô mua vé số mua giúp chú thôi. Chú nói là chú ở trò là chỗ nào? Phường 5, quận 1. Đường gì chú? 341 á, hẻm của Lạc Long Quân á. 341 Lạc Long Quân, phường 5, quận 11. Là có dịp gì con có ghé? Rồi, gần mà. Dạ. Ở chỗ đây ấy, chú gần lắm. Dạ. Chú Hòa Bình đây chú là tới. Dạ. Rồi, về thôi chú về nha. Rồi, dạ, con chào chú. Đây, chú lên xe đi về. Chú lên thì con đem lên cho con đưa. À. Rồi vậy thôi, chào chú ạ. Dạ. Mưa lên được không hả chú? À dạ. Quen rồi ba. À quen rồi dạ. Rồi vậy thôi chú về á. Dạ. Đây là địa chỉ quán bánh xèo Cầu Vãng ở 211 Lùi Bóng Bếch, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú. Mưa rất là to. Anh ơi, bánh xèo này là bao nhiêu tiền một phần vậy anh? 60. 75.000 đặc biệt hả? Còn 60 là bình thường. Có bán nửa cái không anh? Có bán nửa cái không? Dạ, em thấy rồi. Hỏi thử anh coi nửa cái có bán không? Nửa cái bán không chị? Nè như vậy là nửa cái ha. Mưa càng lúc càng to mọi người. Nè cái rau này mọi người rất là hấp dẫn luôn. Đây
rau tươi xanh luôn. Bánh xèo là quan trọng nhất là rau. Đây họ có cho mình chén nước mắm và ớt á, thì mình thích ăn cay thì mình bỏ ớt vô. Tại ít ăn cay cho nên bỏ chút xíu ớt thôi. Đặc biệt ở đây là cho một dĩa rau. Rau thì rất là ngon, có nhiều loại như lá cóc nè, các cái loại rau rừng luôn. Ồ, bánh ra nóng hổi luôn. Đây, bốc khói luôn. Bánh xèo thì ở đâu cũng dạ rồi, cảm ơn anh. Đó, có phải có cái cải xanh này ăn mới đúng bài. Đây, ở đây là dĩa bánh xèo Cầu Ván. Coi bên trong nó nhân nó có cái gì. Hồi nãy thì mình thấy là lúc mà quay mấy chị đồ thì mình thấy có tôm và đậu xanh ốc hạt, nó nóng hổi luôn, có giá nữa, và có thịt ba rọi. Đúng rồi, đây thịt ba rọi nóng hổi luôn, nên thôi bây giờ mình ăn. Bánh xèo ở đây thì họ tráng rất là mỏng đó, cho mình cuốn mới một cuốn mà nó hết mất 1/3 cái bánh rồi, cho nên nếu mà cuốn là khoảng được 4 cái. Thì mọi người đừng có sợ là ăn cái bánh xèo này không có hết. Bánh xèo này 60.000 cái mình kêu cái loại bình thường. Mình thường thường sợ ăn bánh xèo không hết, nhưng mà hôm nay một mình ăn chắc có lẽ là sẽ hết cái bánh xèo này. Đây, chấm ăn thử. Vỏ bánh nó giòn và các cái nguyên liệu rất là tươi ngọt lắm. Nếu ai có dịp đi ngang Tân Phú thì ghé bánh xèo Cầu Ván này để ăn thử.